Ngày 15 tháng 3, 1954, ta tấn công cứ điểm Độc Lập. Trận đánh diễn ra rất ác liệt. Một số sĩ quan Pháp bị thương vong. Toàn bộ súng cối 81mm và 120mm bị phá hủy. Tướng De Castri ra lệnh phản kích bằng pháo 105mm và 155mm xe tăng từ Mường Thanh ra ứng cứu nhưng đều thất bại. Sau hơn 3 giờ, cứ điểm Độc Lập bị ta đánh chiếm. Sau 2 đêm không thực hiện được lời hứa bịt miệng pháo binh Việt Nam, Trung tá Pierrot đã tự sát bằng một trái lựu đạn. Tại Bản Kéo, sau khi Him Lam và Độc Lập thất thủ, Trung đoàn 36 Đại đoàn 308 đã vận động những người lính Thái ra hàng. Bản Kéo được giải phóng mà không cần nổ súng. Trung đoàn 36 chiếm các ngọn đồi, khống chế phía Bắc, sân bay Mường Thanh.